Công tổ viên nhấn mạnh sau khi hợp thức hóa việc phối hợp cùng với học viên quân y thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo kit test trái pháp luật, Phan Quốc Việt tiếp tục thực hiện kế hoạch biến kit test từ sản phẩm thuộc sở hữu của nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của công ty Việt Á, từng bước đưa vào lưu hành, cấu kết với các cả bị cáo thuộc Bộ Y tế để được hiệp thương theo giả đã được nâng khống, giới thiệu với lãnh đạo các địa phương để bán thương mại và thu lời bất chính. Để được các cả bị cáo khác tiếp tay, Phan Quốc Việt đã thỏa thuận ăn chia, đưa tiền hồi lộ, tiền cảm ơn nhiều lần với tổng số tiền 3,45 triệu đô la Mỹ và 4 tỷ đồng. Các luật sư cũng đã thực hiện quyền bao chữa cho các bị cáo liên quan đến số tiền 2,25 triệu đô la Mỹ mà cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhận từ Việt. Luật sư cho rằng bị cáo Long không đòi hỏi gợi ý yêu cầu đưa tiền. Thời điểm đó việc cấp kịt xét nghiêm tam thời, chỉ đào hiệp thương giả và các sự kiện khác diễn ra, bị cáo Long đã thực hiện nhiệm vụ một cách không vụ lợi. Phan Quốc Việt đưa tin là sự cảm ơn sau khi việc kinh doanh sản phẩm kit xét nghiêm có lợi nhuận.